Nhật đang xảo bước ở trên đường. Năm tới ngoài huân trường cưới tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau nhanh chân dồn bước di chuyển những bước chân yêu thương của mình vào phía bên trong huân trường tiệc cưới của đôi bạn trẻ chúng ta đi ạ. Để cùng nhau lựa chọn cho mình những hàng bàn, hàng ghế thật là thư thái, thoải mái nhất. Để cùng nhau tự nhiên dùng cơm bông rượu, nâng những ly rượu hạnh phúc và hòa chung vào niềm vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa chào phép ban tổ chức Cả Lành Viên Diệp Anh xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị. Chúc mừng tay lầy bò mẹ Pinau hạt sừng hao của nhau hù việc cưới lòng hờ chu đôi phùa đôi mía là việc bầu chắc là vang xịt không tòng tràn khảo phù tết đàm bầu riêng chú cốt cuồng phén lìn bầu trùng y là việc bảy trứng mày cùng phùa nghiền mía chúng ta gặp cần dệt gớt là giàu tăng cameni đôi phùa mía là nóm trẻ bên đồi sẽ là bệt bầu mía cho là bấy bên đồi sẽ là cái bầu mía cho là xìa bên đồi phùa đôi mía bầu mía cho là hay buồn hạt sòng làn hâu na sumay cái chóp chơ ông đã cây ta đôi phùa mít nó nón liêu đu lá lại xóm mát bỏ mẹ pin nòng rú lại na lung ta rú lại bàn pin nòng bàn rú lại phường hao cần trường chưa cả khó mắt nòng cuồng pan khẩu pan lầu ao cần khái chén lầu cá chén tôm muôn sùa cho băng ở sòng lù làn hao lệ pền đôi phùa đôi mía cần xóm mát bỏ mẹ pin nòng. đón toàn thể quý vị quan khách, quý cụ, quý ông, quý bà, anh chị em, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam thanh nữ tú đã có mặt tại lễ thành hôn của chú rể Văn Thoan, sánh duyên cùng với cô dâu Quàng Nghiệp trong buổi trưa ngày hôm nay, trong không khí vui tươi đầm ấm và sang trọng tại gia đình nhà trai bản Xam Phổng, xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Chương trình được diễn ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2024. Đặc biệt, ban tổ chức và gia đình rất vinh dự khi được đón tiếp quan viên họ, quý khách gần xa, các cụ, các ông, các bà, anh chị em, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam thanh nữ tú và bạn bè thân hữu của cô dâu chú rể. Lời nói đầu tiên cho phép em Diệp Anh và anh Cá Lanh xin được gửi tới quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời chỉ kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và có thể nói rằng con người của chúng ta gặp được nhau là bởi duyên, nhưng mà có hạnh phúc trọn vẹn hay không đó chính là bởi chiến nợ. Và các bạn trẻ của chúng ta cũng như vậy, họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió thử thách của cuộc đời, trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng như trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, thì các bạn trẻ của chúng ta đã cùng nhau quyết định nắm tay nhau để cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình thật là ấm no hạnh phúc. Và đó cũng chính là niềm vui, niềm vinh hạnh và lý do chính nhất để cho toàn thể quý vị chúng ta cùng nhau hội tụ đông đủ về đây để cùng nhau tham dự lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay tối ngà. Và đến giây phút này cũng sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Chân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau hướng sự chú ý của mình ra phía cánh cổng hôn trường cưới để cùng nhau chào đón sự hiện diện của hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là chú rể Văn Thoan, cô dâu Quàng Nghiệp sẽ cùng nhau nắm chặt tay nhau, cùng nhau di chuyển bước lên sân khấu tình yêu để cùng nhau ra mắt tới toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Trên con đường đời thật là vất vả, bởi họ luôn thấu hiểu được rằng tình yêu có một sức mạnh diệu kỳ tạo nên những phép màu có thật giữa cõi đời này. Vâng, toàn thể quý vị chúng ta đang cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời, hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ Văn Thoan và Quàng Nghiệp của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, đang cùng nhau nắm chặt tay nhau, cùng nhau di chuyển bước lên sân khấu để cùng nhau ra mắt. Chân trọng cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và có thể nói rằng công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thì thờ mẹ kính cha, cho thật chữ hiếu mới là đạo con đúng ạ. Và trong ngày vui trọng đại hạnh phúc ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu đại diện gia đình hai bên, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển bước lên sân khấu để cùng nhau ra mắt tới toàn thể quý vị. Ra vâng, về phía phái đoàn họ nhà trai, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có anh Quảng Văn Phượng và chị Lò Thị Thân, đó chính là anh chị của chú rể Văn Thoan, cũng sẽ cùng nhau di chuyển bước lên sân khấu để cùng nhau ra mắt tới toàn thể quý vị. Ra vâng, xin được trân trọng kính mời. Và về phía gia đình họ nhà gái, sự trân trọng kính mời ông Quảng Văn Dương và bà Lò Thị Đình là thất sinh phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp Quàng Nghiệp sẽ di chuyển lên sân khấu để đứng cạnh người con gái yêu quý của mình. Sự trân trọng kính mời. Chào và kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau hội tụ đông đủ về đây và để mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho đại bản trong đời thủy chung, đôi bên hai họ ta cùng hân hoan, lời ca tiếng hát rộn ràng chúc cho đôi lứa sum vầy, trà xanh thuốc lá hương bay, chăm đôi bạn đẹp ngày kết duyên. Và con dâu của chúng ta thì xinh xinh và đẹp tuyệt vời, xanh duyên bên chú rể xứng đôi vợ chồng đúng ạ. Một lần nữa cho phép ban tổ chức xin được thay mặt cho gia đình hai bên xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm toàn thể quý vị chúng ta rất nhiều. Và ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã cùng nhau bất chút thời gian của mình để trở về đây để tham dự lễ phục quỳ trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta đúng ạ. Và đặc biệt hơn nữa thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục trở về đây để tham dự lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Văn Thoan và Quàng Nghiệp. Sự hiện diện đông đủ toàn thể quý vị chính là niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao cho gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời bố Quảng Văn Dương sẽ di chuyển bước lên sân khấu tình yêu để đứng cạnh người con gái yêu quý của mình ạ. Trân trọng kính mời. thì quý vị thân mến, và như vậy là những nhân vật quan trọng, những nhân vật chủ chốt của buổi tiệc chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đã cùng nhau có mặt đông đủ trên sân khấu tình yêu để cùng nhau diện kiến tới toàn thể quý vị chúng ta rồi. Và thật đúng là nhà nước cấm pháo thì mất vui, nhưng thế lại có những chàng vỗ tay nhiệt tình, vừa vui vừa khỏe lại vừa xinh. Vậy thì cứ đều tay ta vỗ chắc chắn sẽ lung linh khắp cả huân trường, đúng không toàn thể quý vị ơi? Và một lần nữa xin mời toàn thể quý vị, cả nhà chúng ta xin được tiếp tục nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn cho đại gia đình của chúng ta được không nào anh chị em ơi? Tuyệt vời quá, long trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với rất nhiều diễn tiến đầy cảm xúc cùng vô vàn những màu sắc khác nhau. Song vẫn có một điểm chung là khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim đã hòa chung cùng một nhịp đập, thì những đôi uyên ương luôn muốn gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình, nguyện mãi mãi như chim lên cánh, như cây lên cành, và đội bạn trẻ của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật đấy. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà vô cùng quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Sau thời gian quen biết và tìm hiểu, cô dâu và chú rể của chúng ta cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc, và đám cưới như ngày hôm nay chính là minh chứng cho tình yêu đó. Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, hôm nay được xem là ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 12 tháng 10 năm 2024, tức ngày mùng 10 tháng 9 năm Giáp Thìn, được sự cho phép của chính quyền địa phương, sự đồng tình của cô dâu chú rể, và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh Cà Lanh ơi, chúng ta sẽ không để quý vị quan khách phải chờ đợi đâu hơn nữa, mà ngay sau đây ban tổ chức sẽ trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Văn Thoan sánh duyên cùng với cô dâu Quàng Nghiệp. Quàng Nghiệp, Văn Thoan xin chính thức được bắt đầu. Chúng ta sẽ đều tiếp tục đổ ra những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng được không nào anh chị em ơi? Chắc chào kính mời cô dâu chú rể, gia đình hai bên chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nở những nụ cười thật tươi nhất của mình để cùng nhau chào đón tới toàn thể quý vị chúng ta đi nào. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và với những màn pháo sáng lung linh vừa rồi thì từ nay hai bạn chung nhà, chung cha chung mẹ, chung bà chung ông, ban ngày chung việc ngoài đồng, ban đêm chung gối chung giường chung chăn, chung tên một cánh thiệp hồng, chung luôn cuộc sống ấm nồng mai sau. Chúc cho hai bạn sang giàu, công thành danh toại, đẹp lòng mẹ cha. Vâng, xin chào kính mời hai bạn chúng ta sẽ cùng nhau quét mặt vào nhau đi ạ. Và chắc chào kính mời chú rể đẹp trai Văn Thoan của chúng ta sẽ trao tặng chiếc nhẫn cưới vào vòng tay áp út của cô dâu xinh đẹp Quàng Nghiệp đi ạ. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, một hành động rất là dứt khoát, rất là ga lăng đúng không ạ? Chúng ta sẽ đổ ra một tràng vỗ tay lớn cho chú rể được không nào? Vâng ạ, hơi run đúng không ạ? Lấy được vợ thì có run một tí cũng không sao được không ạ? Vâng, và xin chào kính mời cô dâu xinh đẹp Quảng Nghiệp cũng sẽ trao tặng chiếc nhẫn cưới vào vòng tay áp út của chú rể đẹp trai Văn Thoan đi ạ. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và chiếc nhẫn cưới thì không có điểm đầu, không có điểm cuối, tượng trưng cho tình yêu của đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ luôn luôn mãi mãi hạnh phúc. Và kể từ giây phút này, đôi bạn trẻ của chúng ta bắt đầu sẽ thành vợ, thành chồng. Một lần nữa xin được kính chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc trăm năm. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, trong ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại của cô dâu chú rể như trong buổi trưa ngày hôm nay, thì bố mẹ và anh chị em cô dì chú bác cũng đã có những phần quà, những tình cảm mang giá trị vật chất cũng như là giá trị tinh thần để gửi tới cô dâu chú rể. Món quà đầu tiên xin trân trọng kính mời và giới thiệu món quà đến từ bố mẹ của chú rể sẽ trao những phần quà, những tình cảm cho hai đứa con của mình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và xin chào kính mời món quà đến từ anh chị của chú rể đúng không ạ? Vâng, và anh chị của chúng ta thì vẫn đang rất là hạnh phúc, đang nở những nụ cười thật tươi nhất của mình. Và Cà Lanh có nghe thấy một câu rằng bảo với chú rể hôn thì hôn đúng không ạ? Vợ của mình rồi thì hôn cũng không xa đúng không ạ? Chính vì thế một giây lát nữa ta sẽ chứng kiến cô dâu chú rể của chúng ta sẽ trao cho nhau những nụ hôn cho quý vị nhá. Có đồng ý không ạ? Đồng ý vỗ tay một cái được không đâu cả nhà mình ơi? Tuyệt vời quá, chân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và chúng ta đang cùng nhau chứng kiến những món quà rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa nhất đến từ gia đình họ nhà trai, anh chị của cô dâu chú rể đang gửi tặng những món quà ý nghĩa và tuyệt vời nhất. Một lần nữa xin được thay mặt cho cô dâu chú rể xin được chân thành cảm ơn tình cảm của gia đình rất nhiều. Viên đúng quả đó cũng chính là anh trai của anh trai của chú rể đúng không? Cũng sẽ có những món quà để gửi tặng cho hai em của mình. Trân trọng kính mời. Vâng, xin chào kính mời gia đình anh Vượng Hơn đúng không? Chúng ta cũng sẽ trao tặng những món quà tuyệt vời nhất cho cô dâu chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa thì quý thân mến, và thật đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, vẫn là cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đầy tình mẹ, mây trôi lồng lộng không phủ kín công cha. Tờ tảo sớm hôm mai con khôn lớn, mà cả tấm thân gầy cha che chở đời con đông à. Các bạn trẻ của chúng ta có được những niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay. Chúng ta không thể quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ, làm anh làm chị đúng không ạ? Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn món quà đến từ gia đình anh chị Vượng Hơn rất nhiều. Và để tiếp nối chương trình thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình anh chị Văn Hạnh cũng như là gia đình bác tươi yêu của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển bước lên sân khấu tình yêu để gửi tặng những món quà tới cô dâu chú rể của chúng ta trong ngày vui trọng đại hạnh phúc hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, và trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh chị Văn Hạnh cũng như là gia đình bác tươi yêu đúng ạ? Và cùng với đó chính là món quà đến từ gia đình anh Viên đúng là trân trọng kính mời. Chưa mơ tách lại của mẹ Pinau hạc sương hao cái đau hù mẹ nà thành lù té nhắc lành bỏ bách liền lù té nhắc lời mẹ xíu hùng tiếng nưa chặt quế kích phòng bỏ ép dù dệt cốt bền phù thành lù chừa mà nhớ sùng dao ăn va cậu quài tập quân ở khẩu cung cổng mẹ em bàn dương nằm bó bùng bó bàn bó mi cho hành bò mẹ tành té nói tao đán bu phà bố chắc hà sằng mắt tao cùng chú đất xưa lề tè na ăn va quần giàn banh nhắc xào còi phong cốp ải trong sáng lại tắc năm hơi bé là tin nhớ mưa bằng lù là trắng coi ngắm hoạt nằm sòng qua mắt trắng mi bó tôi có chầu chằm chăn qua mẹ ó sinh lúa bền cốt bấu trừ và nồi mẹ là tàn nhi nồi coi liếng hù phong lúc hằng cánh lúc trang có gió lông cổng vầy lù là trắng coi tóc cổng ai chắc lụa sầy móc vành tành cổng em chắc yếu phòng bá lì khót bách bàn ơi hà có sỏi chằm chăn qua mẹ chắc hền hằng ma cùng bóc bền tà và hốc thế quay mẹ cờ sẽ là banh ơi. Vâng, và toàn thể quý vị, chúng ta đang cùng nhau chứng kiến những món quà rất tuyệt vời đến từ gia đình họ nhà trai của chúng ta đang vừa. Và món quà tiếp theo ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình cậu Sơi Hải cũng như là gia đình cậu Dương Lương và gia đình em Tiên Vui của chúng ta đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục di chuyển bước lên sân khấu tình yêu để gửi tặng những món quà tới cô dâu chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và rất tuyệt vời, trân trọng kính mời những món quà của anh trai sẽ gửi tặng cho đôi bạn trẻ. Vâng, và một lần nữa cho phép ban tổ chức xin được thay mặt cho cô dâu chú rể gia đình hai bên xin được chân thành cảm ơn những món quà đến từ gia đình anh Biên như là gia đình anh chị Vượng Hơn và gia đình anh chị Văn Hạnh và gia đình bác Tươi Yêu cũng như là gia đình cậu Sơi Hải và gia đình cậu Dương Lương cũng như là gia đình em Tiên Vui rất nhiều. Tôi có những món quà để gửi tặng cho cô dâu chú rể chúng ta trong ngày vui trọng đại hạnh phúc hôm nay. Và để tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tiến về phía bàn tiệc rượu để cùng nhau thực hiện nghi thức rót rượu xâm canh. Trân trọng kính mời. Và các bằng sức mạnh tình yêu của mình, xin được trân trọng kính mời chú rể đẹp trai Văn Thoan của chúng ta sẽ tiếp tục bật nắp chai rượu sâm panh đầu tiên ra, và cùng với cô dâu xinh đẹp của mình tay trong tay rót tràn tháp ly rượu đi ạ. Vâng, và chắc hẳn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn rồi đúng không ạ? Và hôm qua thì nắp rượu sâm panh nổ như pháo P52, không biết hôm nay sẽ nổ như pháo bao nhiêu đúng không ạ? Vâng, vẫn rất tuyệt vời ạ. Chắc chắn cái 12 bạn chúng ta sẽ nhau tay trong tay rót tràn tháp ly rượu đi ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và như vậy là cô dâu chú rể của chúng ta đặt tay trong tay rót chén rượu hồng, dẫu cây dẫu nhạt thì xin hết bạn đừng quên nhau, và trăm năm thì bạc đầu mái đầu, những câu hí hợp tâm đầu. Hôm nay những giọt rượu màu hồng đang từ từ tuốt chảy trên tháp lên tình yêu của đôi bạn trẻ trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị cô chú anh chị của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và thưa rằng kính mời hai bạn chúng ta sẽ tiếp tục chai rượu sâm panh thứ hai đi ạ. Long trọng kính mời. Chú rể thì bật nắp chai rượu sâm panh, nhưng mà anh trai ở phía đằng sau điều khiển đúng không ạ? Lắc mạnh vào đúng rồi ạ, rất tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, xin mời hai bạn sẽ tiếp tục cùng nhau tay trong tay rót tràn tháp ly rượu đi ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và quả thật là anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để đưa em bước vào đời. Sau khi rót tràn tháp ly rượu, xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng nhau tay trong tay rót lên những chiếc ly được đặt ở trên bàn, và sau đó cô dâu chú rể sẽ cầm lấy mỗi người 2 ly rượu. Cô dâu thì mời bố mẹ chồng, chú rể thì mời bố mẹ vợ, và sau đó hai bạn sẽ cùng nhau cầm lấy mỗi người 1 ly. Vâng ạ, xin kính mời chú rể Văn Thoan sẽ cầm trong mình 2 ly rượu. Định nào kính mời rượu lên bố Dương và mẹ Đỉnh của mình. Và chắc chắn kính mời cô giáo xinh đẹp Quàng Nghiệp cũng sẽ cầm cho mình 2 ly rượu để cùng nhau kính mời rượu lên anh chị của mình đi ạ. Trân trọng kính mời. Chiếc quả mày chiếc bình đồng hàng sương mình đi là một món con đời phố biết này con phù suốt đời tách lại bình đồng chủ phủ lại con ăn nỏ bình đồng phật tử quốc việt bát cản mắt tùng bát tôm một trong mắt là đời phố biết nam cảm mình đi là bình đồng ơi khai để bình đồng cờ ở cả năm mùa đầu hở bàn tổ chiếc gọi lại tàng đả hở sòng phai chu lân lại cá mất tách lại bình đồng ải em chủ phủ lại con họ cần hiên lẩu sa chén nước bình đồng ơi họ bòm lẩu quay tay cười cái quả mới các bạn sòng phai chu lân nước bình đồng ơi sao lại mới bình đồng nọ. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau rót rượu vào chén của mình, và ban tổ chức sẽ cùng nhau đồng thanh hô 1, 2, 3 xô, 2, 3 xô và 2, 3 chúc mừng hạnh phúc nha quý vị nha. Trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị. Vâng, cả nhà chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc dỗ này chưa? Chúng ta sẽ hô thật to nhé cả nhà mình nhá. Vâng ạ, ok rồi đúng không ạ? Tí một lát thanh niên kia mà không hô to dẹp anh cầm bát rượu xuống phía bên dưới để mời luôn nhé. Vâng ạ, cả nhà chúng ta đã sẵn sàng chưa? Phi nào ơi! 1, 2, 3! Sao! 2, 3! Sao! 2, 3! Chúc mừng hạnh phúc! Xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau uống cạn chén rượu này để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Vâng ạ, rất là cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta rất nhiều, và rất là cảm ơn cô dâu chú rể cũng như gia đình hai bên. Và đến giây phút này xin được trân trọng kính mời gia đình hai bên chúng ta sẽ cùng nhau tranh thủ xuống từng bàn cơm đựng rượu để cùng nhau mời cơm mời rượu toàn thể quý vị chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Trân trọng kính mời. Và trân trọng kính mời cô dâu chú rể của chúng ta chân nán lại trong sân khấu một giây lát được không ạ? Đã hứa với toàn thể quý vị chúng ta ngày hôm nay sẽ trao cho nhau những lời yêu thương, những nụ hôn tuyệt vời nhất trước sự chứng kiến toàn thể quý vị chúng ta đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý thân mến, và như vậy là nghi thức ra mắt cho đời bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đã được tổ chức thành công rực rỡ rồi đúng không toàn thể quý vị ơi. Nhưng mà để giữ lời hứa với toàn thể quý vị, đến giây phút này thì xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể, chúng ta sẽ cùng nhau trao cho nhau một nụ hôn đúng không ạ? Một nụ hôn hoặc một cái ôm thì tùy cô dâu chú rể nhá. Vâng, rất là kính mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng nhau quay mặt vào nhau đi ạ. Hóa ra cũng ai đây cũng thích xem hôn đúng không ạ? Vâng, rất là kính mời chú rể đẹp trai của chúng ta sẽ cùng nhau cầm hai tay của mình lên chỗ nào mềm nhất của cô dâu ạ. Vâng ạ, cô dâu biết chỉ trước rồi đúng không ạ? Và xin mời cô dâu xinh đẹp cũng sẽ cầm hai tay của mình lên chỗ nào cứng nhất của người đàn ông ạ. Vâng ạ, chắc chắn là có kinh nghiệm rồi đúng không ạ? Còn chưa gì ở phía bên dưới còn máu hơn rồi đúng không ạ? Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đếm 1, 2, 3 thì cô dâu chú rể của chúng ta sẽ bắt đầu hôn nữa cả nhà mình nhá. Vâng ạ, một nụ hôn chuyển từ tình bạn sang tình yêu, và kể từ giây phút này sẽ trở thành tình nghĩa vợ chồng. 1, 2, 3 nụ hôn, xin mời. Vâng, toàn thể quý vị rất nhiều. Và chân trọng cảm ơn cô dâu chú rể. Xin được kính chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ trăm năm hạnh phúc trăm năm. Và xin được chân trọng kính mời cô dâu chú rể, chúng ta sẽ tiếp tục xuống từng bàn cơm từng rượu để cùng nhau mời cơm mời rượu toàn thể quý vị chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Chân trọng kính mời.